15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Chị quên luôn. Quên luôn á. À, trời đang chuyển mưa rất là đen thui à, như các cô chú anh chị thấy ha, thì có vẻ như là trời đang gầm, trời gầm sấm chớp. Đây cô đang thăm viếng những cái ngôi mộ gần ở trong đây. Ồn kiến em. Trời, nó đi kiếm đèn cày á chồng. Hôm bữa có con ngồi chung vô đó luôn ha. À, hay là hôm ta. Ủa nãy chị chụp hai bên kia. Cái đèn pha lê. Bị sao em? Sao lại chảy ra? Cái này là cái sáp cày hơn. Cái sáp của đèn cày đúng không? Chứ anh nghĩ gì sáp đèn cày á. Thế đèn cày thôi. Thì lao được. Được. Lấy cái hàng lao. Chị Long đang gọi điện. Sâu chuỗi là mà hiện tại đây chụp lại, đây chụp lại, chụp lại. Anh chưa chụp hả? Chưa. Bây giờ mình lấy căn mình lao lại coi sao. Đây la hỏi rồi. Alo. Alo. Dạ. 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 Nó bị sao chị? Dạ. Nhiễu hả? Nhiễu hả? Dạ. Dạ. Cái xuống rồi. Sao vậy? Cái Hồng Long kêu lấy xuống. Chị Hồng Long kêu lấy hả? Là lấy lâu chưa anh Trung? Dạ. Là chú Tiểu lấy hả? Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều ha. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, chúc chị một ngày vui vẻ ha. Dạ, rồi ba chị. Ủa, anh. Cái sâu chuỗi này sao để dưới đây ta? Hồi nãy em thấy là như để trên cái lư hương đúng không? À, chị Hồng Loan kêu để đó hả? Không, mà nãy mình thấy có cái hộp mà ta, mình nên để trong cái hộp á, mình để. Mình nhưng mà mình làm như vậy là YouTube bi hàng ngày mình cũng theo dõi mọi cậu cũng như là mình cũng chăm mọi cậu chú tiểu đúng không? Thì những cái vấn đề đó là mình không biết là nó tốt thì tốt, thì khán giả thì cũng có đâu 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 có biết được là đó là tốt cho cậu hay là sao đâu đúng không? Như là cái này là một cái đá rất là cao cấp, bây giờ sao cái chảy ra không, có gì ảnh hưởng tới cái đá này rồi. Mà sao? Nãy em lao ra mà ra nè. Với lại nãy cũng có một khán giả vừa gọi anh á, nói là gì khi mà chúng ta lao mộ nè, không nên lao bằng giấy ướt, chúng ta có thể là dắt nước khô đi, ví dụ lao bằng giấy nước đúng không, nhưng mình dắt thiệt khô đi rồi mình lao, chứ mình đừng có để nước, tại vì cái nước nó cũng là một cái quá chất á, tại vì khi mà cái quá chất này nếu mình lau ít không sao, nhưng mà mình lau thường xuyên á là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mặt đá này, đá này đá cao cấp nè, tại chị bên là bên cũng làm đá đó thì chị biết à, thì chị cũng góp ý một số nhỏ nhỏ. Với lại cái nến á, cái nến mà mình khi mà mình đốt ở trên đá bà xã là mình hà, thứ nhất á cái ánh nắng mặt trời nha, ánh nắng mặt trời không sao, nhưng mà cái ánh nắng của nến á mà lâu ngày á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nha, cái độ nóng của nến á, tại vì biết sao không? Cái ánh nắng của mặt trời là nó lan tỏa, tức là nó đều, nó rộng khắp, còn cái ánh nắng của nến á là nó chỉ ở một cái diện tích nhỏ thôi, mình đốt ở vị trí nào thì nó nóng lên chỗ đúng rồi, đúng rồi, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến một cái vị trí đó, cho nên khi mà mình đốt mình cũng phải cẩn thận tối đa để tránh cái nhiệt á. À, thì cái này là một số ý kiến của khán giả khi mà gọi về cho 15 bếp, để nói chung là mình có thể là tham khảo thêm, nhưng mà anh thấy cũng đúng à, khỏi nến ha. Em nghĩ còn mưa lớn lắm. Không.
Với lại cũng có một số ý kiến khán giả cho rằng là quạt mình để nhiều ở trên mộ thì cũng không có tốt. Chúng ta nên treo những cái cây quạt này, trừ một cái thôi, một cái trên mộ thôi. Còn những cái còn lại chúng ta nên treo trên cái cây dù nè. Mình thấy cũng lòng thòng rồi, cũng kỳ. Vậy là chiều nay hay là chừng nào? À, là chiều nay Phương đem lên trên viện bảo tàng để ở trên đó luôn. Đúng rồi. Thì nói chung là để đây để cho ngày nay là cậu thấy thôi, không? Chứ mình để nhiều quá thì cũng không nên, đúng không? Này là mình làm hết đọc một số ý kiến của khán giả đối với cái ý kiến mà cái nến mà đố ở trên đá đó thì cũng đẹp, nhưng mà như nãy chị Thanh Loan chị cũng nói là khi mà sáp nó chảy ra nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mặt đá nha. Tại vì vậy thôi chứ hồi đốt. Ừ, rồi cái nữa khi mà anh đốt nến á là cái diện tích cái độ nóng của nó, ví dụ như cần cái tại vì ánh nắng mặt trời không sao, tại vì ánh sáng mặt trời thì nó sẽ lan tỏa, nó nóng nóng đều và nó nguội đều. Còn nếu mà mình dùng nến á là chỉ nóng một vị trí đó thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến màu đá nha. Đó, nó cũng nhiều thứ lắm. Tại vì cái chị này là chị ở miền Bắc, chị chuyên xử lý đá đó. Ơi, nói nghe nè, em có một cái góp ý nha. Trời nhiêu hộ rồi, khi nào mình lấy xuống không ta? Tại vì cái này nó đen, có dầu nó động. À, nó nhiễu văng ra đúng không? Lấy cái sáp rồi thôi, mình để lại. Rồi, à, giờ anh lấy không đi? Anh về anh lấy cái sáp luôn đi. Nóng không? Thôi mình lấy ra đi rồi mình để lại. Đúng rồi, mấy gì cũng đẹp mà. Thôi mình để ra đi. Tại vì mưa này mà nó nhiễm sáp đèn cày rồi nó sẽ văng ra tứ tung luôn. Mình để trong cho nó nguội là anh đừng có đổ. Nó nguội là mình còn đốt được. Đốt được không? Được. Nhưng mà hôm trước là mấy chú bên cao cấp, bên cấp cao bên Hoa Viên á, chú nói á, cái đèn cày nào mà chúng ta đốt rồi thì không nên đốt lại. Ôi, dục đi. Ừ. Thì anh cứ lấy đi. Ủa sao nãy nghe là 8 tiếng luôn mà ta? 8 tiếng vẫn còn, nhưng mà mình hỏi. 8 tiếng đúng rồi. Có không? 3 tiếng. Ý là anh hỏi chứ nó còn cháy mà. Cái này chắc phải lau. Mấy cái kia không có, mà cái này. Thì cái này nó chảy ra, chảy sáp ra. Chảy sáp ở bên trong á. Ờ, sắp mưa rồi nha. Thấy rất là này trên quạt. Cái này hay không nên đốt đèn, đốt đèn bị ố rồi. Thì hồi nãy chị Alon chị nói mà. Ê, mưa. Lấy dù thôi. Con lấy dù con nè, ăn cơ. Bà xã, cầm nè. Lấy dù. Cái nút kìa. Con mà con bung được cái nút chắc con ướt hết quá con. Bà xã cầm anh cái điện thoại đi, anh lựa cái cây dù. Cũng định nhưng mà biết sao nó ngon bằng cây dù. Cái bánh bao đó nãy gì cũng lâu chưa ta? À, hồi lâu mình hỉnh xuống luôn đi chị, chứ để lát ướt hết. Để mưa mà. À, như các cô chú các chị thấy ha, trời bắt đầu mưa nhiễu hột rồi. Đó, trời đen thui luôn. Chuẩn bị mưa lớn nha. Đến đây thì Mường Lâm hết. Xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
quên nữa, tiện chơi lon vậy cái đã. À chú Hành đem vô ha. Bữa nay chú Hành ở đây hay sao? Chị Lon mở 10 giờ luôn đi chị Lon ơi. Đúng rồi. Xong cái chưa? Không, chưa đầy. Dạ. Hôm nay là chị lát mình về mình đổ nha. Nhưng mà chắc đủ cũng đỡ. Dạ. Đổ nào như hồi bữa kia. Lấy cái quà chưa? Quà gì? Cái khăn lau chùi giò đó. À. Không phải khăn lau giò, ủa lộn khăn gì ta? Cái này là à trời ơi, có còn quên gì nữa không, điện thoại lấy gì chưa? Giờ còn đẹp gì nữa, giờ quan trọng là có an toàn với là có bị ướt hay không thôi. Rồi bây giờ chị em mình hẹn nhau chủ nhật nha. Dạ. Chị vậy là hẹn nhau chủ nhật đúng không? Ok. Bữa nay bà xã em đón chị đúng không? Ừ. Rồi tới chủ nhật em đón chị. Em đi mua quần. À đi mua đồ hả? Bạn quần dài nó đẹp ghê á. Chị thấy không? Trời ơi cái quần này em mới khai trương luôn, quần chưa giặt luôn á. Đẹp, mua màu cũng đẹp luôn. Ờ đúng là người đẹp mua quần nào cũng đẹp ha. đẹp, màu đẹp. Chiều nay về có một chuyện nữa hả chị? Đi tắm hay gì nữa? Không, lo việc nhà chút. Dạ. Rồi chị về nhé. Rồi. Mình. Chị Thanh Loan. Coi tivi không, coi suốt ngày bữa nay. Vậy là fan hâm mộ đúng không? Dạ. Chị. Sao hâm mộ lắm á? Dạ, mình chụp hình tấm hình đi. Thấy không? Trời ơi, về lủng củng mà lên thì cũng lủng củng quá trời đồ. Mỗi lần cứ coi chú Linh lại chú chỉ. Biết sao bữa nay là mình may mắn chứ đúng là chị không lời bên ai đâu. Dạ. Tụi em á là lên đây là phải đón tiếp nồng nhiệt, mà về cũng phải tiễn đưa đó. chị đại của tụi em đó. Dạ. Trời ơi sáng chị bị kìa, chị bị còn cả 100 kg á. Đúng rồi. Tại vì trà đào nè, rồi quà của chị Hồng Ngọc gửi đem lên chở lên nữa. Mà chạy từ bên Bình Chánh á, trời ơi 80 cây số, mà giờ về mưa là bão mưa về, thấy thường không? Nhớ nha nè. Bữa nào mặc áo mưa không xẻ tà đó cho nó chắc lượng. Mà cái bữa nay em mua cho em tặng trăm bộ. Rồi ok, bye bye nha. Rồi chuẩn bị mưa. Chị mình ở đâu chị? Dạ em tên Lai Quyên ạ. Lai Quyên, Tân Quyên đúng không? Ủa Lai Quyên Bào Bàng chứ? Đúng rồi. Được. Nhưng mà mình đến đây mấy lần rồi? Cũng đến mấy lần rồi, nhưng mà cứ đi ngang đây là muốn vô Tốt Nghe chú không ạ? Dạ. Quý chú. Dạ. Trời ơi, đọc kìa, đọc hết luôn kìa. Thương quá. Đến đây thì 15 Mết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Xin chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.